Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Anime. Nhắc đến nhà Kyoto Animation, chắc hẳn chúng ta sẽ chỉ nghĩ đến những bộ anime học đường dễ thương như K-On!, Tamako Market hay Nichijou. Cá nhân tớ thích những anime như vậy, dù chỉ là những câu chuyện học đường ngắn, hài hước, dễ thương nhưng lại rất cuốn hút và đem lại cho người xem cảm giác thoải mái, thư giãn sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng. Tuy vậy, chúng vẫn có chút gì đó đơn điệu và nhàm chán. Vậy, thêm một chút giả tưởng vào thì sao nhỉ? Và thế là suy nghĩ đấy nảy ra trong đầu nhà Kyoani, rồi bùm, Kyokai no Kanata ra đời và đem lại không ít tiếng vang. Các cậu có tò mò lý do vì sao mà bộ anime lại thành công, cũng như những khen chê về nó không? Nếu có thì cùng vào video dưới đây để tìm hiểu với tớ nhé. Let's go! Cảnh báo, sẽ có rất nhiều chi tiết spoil trong video này nên các cậu cân nhắc trước khi xem nhé. Kyokai no Kanata là một bộ light novel được viết bởi Tori Nagomu và minh họa do Tomoyo Kamui thực hiện. Tháng 10 năm 2013, Kyoto Animation đã cho ra mắt bản anime TV series Kyokai no Kanata Beyond the Boundary 12 tập, sau đó là một OVA vào năm 2014 và hai movie Quá khứ Kako và Tương lai Mirai lần lượt ở tháng 3, 4 của năm 2015, làm rộ bong phòng vé và kết thúc với một thành công viên mãn. Vậy là đủ hiểu sức hút của phim tại thời điểm đó như nào rồi nhỉ? Cốt truyện phim khá đơn giản về một thế giới tồn tại cả con người lẫn yêu mộng, hay còn gọi là Yomu, những con quái vật mang nhiều hình dạng quái gở khác nhau và được tạo ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người như thù hận, căm ghét, lo sợ. Chúng chỉ có thể bị tiêu diệt bởi dị giáo sĩ, những người mang sức mạnh đặc biệt có thể diệt trừ được Yomu. Hơn nữa, đây cũng là một nghề để kiếm sống, bởi khi những yêu mộng tan biến, chúng sẽ để lại những viên đá quý và có thể đổi chúng ra tiền. Trong phim, nam chính Akihito Kanbara là một bán Yomu với khả năng hồi phục phi thường đến mức bị lầm tưởng là bất tử. Sức mạnh ấy thực chất đến từ con yêu mộng cực mạnh có thể phá hủy thế giới ở trong anh. Một ngày nọ, anh nhìn thấy một cô gái đeo kính dễ thương, chính là nữ chính Kuriyama Mirai, đứng trên tầng thượng trường và tưởng rằng cô định tự vẫn. Là một tên biến thái cuồng những em gái đeo kính, nên Akihito ngay lập tức chạy đến để ngăn cản điều đó. Tuy nhiên, khi cậu ta vừa lên trên, thì Mirai liền rút một thanh kiếm làm từ máu ra và đâm cho anh một nhát. Nhưng vì khả năng bất tử của mình, nên Kanbara không mất mạng mà chỉ rất đau thôi. Và thế là Mirai và anh chàng quen biết nhau từ đấy. Dù cho cuộc gặp mặt đầu tiên của cặp đôi đã không mấy vui vẻ rồi, kể từ sau lần gặp gỡ định mệnh đó, cứ mỗi phút anh bên nhà ta lại bị đâm một lần. Đơn giản là vì Kuriyama chưa bao giờ đâm ai mà người đó không chết, vì dòng máu chảy xuyên suốt lưỡi kiếm của cô chính là dòng máu bị nguyền rủa, ăn mòn tất cả. Có hai chi tiết nổi bật trong phim là Đêm Yêu Mộng và Nagi. Đầu tiên là Đêm Yêu Mộng, nó là một con Yomu khổng lồ với sức mạnh to lớn sẽ càn quét qua các thành phố, làm các Yomu khác yếu đi. Bởi tiền thưởng cho con quái vật đấy rất lớn nên Mirai quyết định đi săn, dù luật đã cấm không được làm vậy. Sau đó những bí ẩn về quá khứ cùng nỗi đau thầm kín của cô được hóa giải, cũng như tiết lộ thêm về sức mạnh của con quái vật trong Kanbara. Thứ hai là Nagi, một thời điểm tương tự như yêu mộng, chỉ khác không phải là Yomu, và đây cũng chính là mùa thu hoạch của các dị giáo sĩ. Khi đó, mọi thứ về Kyokai no Kanata, phân nửa Yomu của men chính đã hoàn toàn được tiết lộ, và việc Mirai đến thành phố đấy gặp mọi người đều là kế hoạch của Izumi, con gái trưởng của gia tộc Nase, vì chỉ có dòng máu nguyền rủa của cô mới có thể giết được Kanbara. Nhưng vì tình yêu nên cô nàng đã chọn cách hy sinh bản thân để bảo toàn mạng sống cho anh. Dù cho sau đó, nếu các cậu tò mò về cái kết của phim thì hãy xem ngay đi nhé. Dù mang trong mình những nét tạo hình dễ thương của Kyoani như bao bộ anime khác, những cái dẫn dắt câu chuyện của bộ phim này lại hoàn toàn khác biệt. Đó chính là sự cảm thông của hai số phận bị ruồng bỏ, một cô gái với dòng máu nguyên rủa, cùng chàng trai với khả năng hồi sinh bất tận, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tiềm tàng. Với cuộc gặp gỡ không ý muốn ấy, Kyokai no Kanata đã chuyển hướng sang chiến đấu liên tục, vì suy cho cùng, Mirai là một dị giáo sĩ. Cứ như vậy, nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra, cùng những mất mát, thương đau về sự cô đơn trong nhân cách con người ẩn trong đấy. Điểm qua một chút về các nhân vật còn lại chứ nhỉ? Đầu tiên là hội trưởng câu lạc bộ văn học Mitsuki Nase. Cô là con gái út trong gia tộc Nase. Thoạt nhìn, Mitsuki có vẻ như là một người hướng nội, ít thể hiện cảm xúc, nhưng thật ra cô lại là một người khôi hài, giống như người anh trai vậy. Cô thích trêu tức Akihito và Hiromi, không những thế còn là người rất quan tâm đến bạn bè, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ họ. Thế nhưng thân phận là con gái út trong gia đình luôn làm cô cảm thấy mình yếu kém và không thể nào so sánh được với các anh trai và chị gái của mình. Thứ hai là Hiromi Nase, anh trai của Mitsuki. Cậu ta là một sitcom điển hình với khiếu hài hước và sở thích chọc ghẹo người khác, nhất là Akihito.
anh luôn thể hiện tình yêu đối với em gái Mitsuki. Tuy nhiên, đằng sau sự vui vẻ, cùng nụ cười đấy là trách nhiệm gánh vác cả gia tộc trên vai. Nên khi đối mặt với các vấn đề của nhà Nase, thái độ thường ngày của Hiromi không còn nữa, mà thay vào đó là sự nghiêm túc trong công việc. Thứ ba là Shindo Ayaka, một thẩm định viên yêu mộng và là một dị giới sĩ. Cô có chứng chỉ cho việc thẩm định và giao dịch những viên đá yêu mộng mà các dị giới sĩ tìm được. Ngoài ra, cô cũng có cửa hàng bán ảnh và quán cà phê cho con người cùng em gái Shindo Ai, một yêu mộng mèo. Hình dạng thật của cô là một con yêu mộng nhiều đuôi, nhưng Ayaka thường xuyên phải ngụy trang thành người để thực hiện công việc dễ dàng hơn. Cô cũng có khả năng thiết lập lồng và rào chắn như hai anh em nhà Nase. Phải công nhận, Kyoto Animation rất trau chuốt trong phần đồ họa khi mà Kyokai no Kanata được ra mắt vào năm 2013, nhưng những cảnh hành động rất mượt mà, chẳng có gì để phàn nàn cả. Chất lượng hình ảnh cũng vô cùng tốt, làm người xem chỉ càng thấy thêm thú vị. Hơn nữa, phong cách vẽ của Kiyoani cũng làm phim càng thêm nổi bật, những vật nữ và nam đều rất đẹp, phải gọi là xuất sắc, cùng biểu cảm rõ trong mọi thần thái của các nhân vật ở từng thước phim. Tớ còn nhớ rằng, hình ảnh về cô bé Mirai với mái tóc ngắn hồng cùng cặp kính đỏ đã từng một thời nổi như cồn và liên tục đứng đầu trong các danh sách bình chọn waifu đeo kính, xinh nhất mọi thời đại. Đặc biệt, tớ cũng rất ấn tượng bởi cách phối màu của nhà sản xuất khi mà những màu sắc tươi sáng vẫn hòa trộn và thể hiện hết mọi cảm xúc của từng cảnh phim, từ vui vẻ, nhiệt huyết đến u tối đau buồn. Nên đây cũng có thể coi là một phần lý do tạo nên sự thành công cho bộ anime này. Nhạc phim của Kyokai no Kanata cũng rất ấn tượng, thậm chí nhiều người biết đến series này cũng bởi sức hút từ các bài hát. Có thể bài opening chưa thực sự hấp dẫn, nhưng cũng đủ để phần mở đầu cho mỗi câu chuyện. Còn bài ending Daisy thì vô cùng phù hợp với phim và làm tớ nhớ mãi. Nhưng Yakusoku no Kizuna ở tập 6 vẫn là bài hát tớ thích nhất. Dù đó chỉ là một phần của tập nhưng vẫn rất cuốn hút từ vũ điệu đến lời nhạc. Soundtrack của phim cũng được sử dụng triệt để và phù hợp với những phân cảnh chiến đấu kịch tính hay tình cảm bi thương. Thú thật đây là bộ anime tớ thích nhất nhưng có những điểm vẫn chưa thực sự xuất sắc. Theo cách quan sát của tớ thì phim chỉ cần làm tốt những gì mà phim hướng đến. Nếu muốn dễ thương, hãy chỉ làm nó dễ thương. Còn nếu muốn huyền ảo u buồn thì hãy cứ để nó theo hướng đó thôi. Nhưng những bộ mối khác của Kiyoani như K-On, Lucky Star hay cả Nichijou đều được đánh giá rất cao bởi nhà sản xuất chỉ muốn chúng trở nên đáng yêu và tập trung làm điều đó. Còn Kyokai no Kanata, đúng, nó rất moe, nhưng đạo diễn lại đòi hỏi ở nó một câu chuyện cảm động, đầy đủ cả hy sinh và mất mát, thứ mà thể loại moe khó có thể làm được. Nữ chính của phim, Mirai, hoàn hảo cho một bộ moe nhưng lại quá nông cạn và nhàm chán để cho vào một bộ phim như thế này. Các tình tiết của phim cố khai thác sự đáng yêu đó, nhưng đồng thời lại làm cụt luôn cảm xúc muốn đạt được. Các đoạn tình cảm trải đầy ra, nhưng ta chẳng hiểu họ yêu nhau bằng cách nào. Tệ hơn nữa, cũng vì câu chuyện này mà cái sự đáng yêu không thể được khai thác hết. Đôi lúc còn tạo cảm giác hơi lố, làm mất hứng người xem, khiến cho phim trở thành một bộ đáng yêu không ra đáng yêu, sâu nặng không ra sâu nặng, chẳng đọng lại gì trong lòng độc giả. Kyokai no Kanata quả thực vẫn là một bộ anime đáng được công nhận vì chất lượng cao và quá trình sản xuất tuyệt vời của Kyoto Animation cũng như nội dung sâu sắc ẩn chứa bên trong nó. Có thể bộ phim chưa thực sự xuất sắc và ấn tượng như Violet Evergarden hay Hyoka, hay bộ phim thường được so sánh vì cùng màu sắc và nội dung u buồn. Nhưng là một tiền bối sản xuất năm 2013 thì nó đã thực sự xuất sắc rồi. Và dù sao, hình ảnh về Kuriyama Mirai, Best Waifu đeo kính một thời hay những ấn tượng, thành quả mà bộ phim đem lại đã đủ nói lên sức hút cũng như tiếng vang mà phim đem lại. Vậy các cậu nghĩ sao về một bộ anime được đánh giá 7,75 điểm trên My Anime List như Kyokai no Kanata? Hãy comment ở dưới phần bình luận để cùng bàn luận với chúng tôi nhé. Video đến đây là kết thúc. Nếu các cậu thấy video này hay và bổ ích, hãy like, share và subscribe cho chúng tớ để đón chờ những video tiếp theo nhé. Wish you wish out.